Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Gần đây thì thị trường thanh khoản rất là tốt và mọi người rất là quan tâm tới những cổ phiếu đầu ngành thuộc nhóm VN30 có thanh khoản lớn, ví dụ như là VIX, Masan, Vinhome, Vinamilk hay là VCB. Thì một số người trên rất nhiều diễn đàn họ quan tâm đến cổ phiếu Masan vì đây là cổ phiếu rất là lớn và có mức độ tăng giá rất là lớn trong 6 tháng vừa qua. Tuy nhiên thì không nhiều người hiểu được cái cấu trúc hoạt động cũng như là các ngành nghề kinh doanh của tập đoàn đa ngành này, thì mình muốn làm một cái loạt video về phân tích Masan. Tuy nhiên trước khi có thể phân tích sâu vào Masan á, thì một điều cơ bản chúng ta cần phải hiểu đó là cấu trúc tập đoàn của công ty này. Ok, bây giờ mọi người đã thấy được cái hình tháp cấu trúc tập đoàn Masan này nha. Thì các bạn thấy cái màu cam, hình trên cái cục màu cam trên cùng á, chính là Masan Group, tức là MSN. Thì bạn thấy là nó phân nhánh làm 4 công ty con ở dưới. Nó gồm là Masan Midlife, mã chứng khoán là MML, thứ hai là The Sherpa, nắm giữ 100%. Thứ ba là Masan High Tech Materials, là MSR, mã chứng khoán. Và cuối cùng là Techcombank, đây là công ty liên kết của Masan, là TCB. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ trái qua phải cho dễ nha cả nhà. Thì phía dưới của Masan Midlife á, là MML, thì chúng ta có Proconco và Anco. Thì họ nắm 72,5% Proconco và 100% Anco. Đây là hai công ty chuyên về thức ăn chăn nuôi cho heo, cho gà và cho cá. Thì ngoài ra đó, cái mảng kinh doanh mà công ty đặt rất nhiều tiềm năng đó chính là mảng thịt mát Mid Deli, thì lại nằm ở chỗ Masan Midlife. Thì hiện tại công ty đang triển khai hai cái nhà máy ở Hà Nam và Long An. Thì hiện tại á, công ty đang dồn rất là nhiều nguồn lực và các hoạt động marketing, hoạt động sales để thúc đẩy cái mảng thịt mát này. Ok, đó là Masan Midlife ha. Bây giờ chúng ta tới cái nhóm The Sherpa. The Sherpa thì nó giữ 84,8% của The Crown X. Thì The Crown X thì các bạn biết rồi, đây là công ty mới thành lập trong cái thương vụ mà Masan mua lại Vincommerce của Vingroup vào cuối năm 2020 á. À mình nhầm, cuối năm 2019 á, tức là vận hành 2020. Thì hiện tại VIX và những công ty liên quan đang giữ 15,2% của The Crown X và Masan vẫn nắm chi phối tại The Crown X với 84,8%. Thì từ The Crown X bạn thấy phân nhánh xuống dưới hai nhóm gồm VCM và Masan Consumer Holdings. Thì VCM là công ty Vincommerce mà Masan mua lại từ Vingroup cách đây hơn 1 năm đó các bạn. Nó bao gồm Vineco phía dưới nè, nắm 100% và nắm cái chuỗi Vinmart Plus có gần 3.000 cửa hàng, cũng như là cái siêu thị Vinmart mà trong những cái Vincommon á, thì đó là nhóm Vincommerce. Bây giờ chúng ta đi qua tới nhóm Masan Consumer Holding nha. Thì cái nhóm Masan Consumer Holding này á, thì chúng ta thấy là Singha đang nắm 14,3%. Và từ đây nó chẻ nhánh xuống gồm hai công ty là Masan Consumer, mã chứng khoán là MCH, là một công ty niêm yết, nắm giữ 95,14% bởi Masan Consumer Holding. Thứ hai là Masan Brewery, mà Masan Consumer Holding nắm khoảng 66,7%. Masan Brewery là Masan Beer nha các bạn, nó có bia sư tử trắng hồi xưa đó. Ok, thì từ Masan Consumer nó chẻ nhánh làm 3 nhóm công ty lớn. Thứ nhất là Masan Food, thứ hai là Masan Beverage, và thứ ba là Masan Home và Personal Care. Thì Masan Food mình đi trước nha. Masan Food á, thì là nước mắm Chinsu nè, nước tương Chinsu nè, nước tương Tam Thái Tử nè, mì Omachi nè, mì Kokumi nè. Những cái này là chúng ta đã quá quen thuộc với Masan hàng chục năm nay rồi. Thì từ Masan Food này á, nó lại chẻ làm hai nhánh, là nó nắm giữ 32,8% Cholimax Food, là chỗ làm nước tương ớt đó các bạn. Và thứ hai là 74,99% chỗ Sài Gòn Nutri Food, là chỗ làm xúc xích và thịt đồ hộp. Đó là về nhóm Masan thực phẩm, Masan Food. Tiếp theo chúng ta đi tới nhóm Masan Beverage, là Masan đồ uống. Thì từ đây nó chia làm 3 nhóm. Thứ nhất là Vina Cà Phê Biên Hòa, chỗ Masan đồ uống nó nắm 98,49%. Thứ hai là nước khoáng Vĩnh Hảo, Masan Beverage nó nắm 88,56%, và Quảng Ninh, nước khoáng Quảng Ninh. Thì trong ba cái nhóm này á, thì Vina Cà Phê Biên Hòa thì bạn quá quen rồi đúng không? Đó là những gói cà phê hòa tan mà hồi xưa giờ chúng ta hay uống á. Và nước tăng lực Red Cup 247 cũng thuộc về nhóm Vina Cà Phê Biên Hòa này. Nước tăng lực Compact thì thuộc về nhóm Masan Beverage, công ty phía trên. Tiếp theo chúng ta đi vào nhóm cuối cùng của nhóm Masan Consumer, đó là nhóm Masan Home và Personal Care. Thì cái công ty này mới được hình thành trong khoảng hơn 1 năm thôi, kể từ khi Masan thâu tóm lại 52% của Bột Giặt Net, một công ty niêm yết trên sàn này các bạn. Thì cái định hướng công ty này là sẽ đi về những nhóm hàng gia dụng như là bột giặt nè, những cái chất tẩy rửa dùng trong nhà, và sau này sẽ lớn qua mảng cosmetic và personal care.
Tuy nhiên thì mình chưa thấy cái độ active hay là cái độ năng động của Masan về cái mảng hóa mỹ phẩm, mà chỉ thấy họ đang cải tiến lại một số dòng sản phẩm của NET. Thì đó là về mảng Masan Home và Personal Care. Như vậy là chúng ta đã xong cái nhánh The Spa, là cái nhánh cực kỳ lớn của Masan và khó hiểu nhất của Masan. Bây giờ chúng ta đi tới nhánh thứ tư của họ là Masan High Tech Materials. Thì đó là nhóm The Spa, là cái nhóm lớn nhất của Masan. Nó thâu tóm toàn bộ mảng consumer của Masan và là nhóm phức tạp và khó hiểu nhất. Và mình cũng tin là rất là nhiều người mù mờ về cái nhóm này. Bây giờ chúng ta đi sang nhóm thứ ba là nhóm Masan High Tech Materials, viết tắt là MSR. Đây là một mã niêm yết. Thì hiện tại Masan Group đang nắm 86.4% của Masan High Tech Material này. Hồi xưa cái tên cũ là Masan Resources các bạn. Thì bây giờ họ bán lại 10% cho Mitsubishi, tập đoàn Mitsubishi của Nhật á. Thì họ bán 10% năm ngoái với số tiền thu về khoảng 2.000 tỷ đồng để tăng vốn lên và tiếp tục phát triển sâu về các dòng sản phẩm về Wolfram, về Bismuth, về Flopa. Đó là một số dòng sản phẩm chủ lực của họ. Ok, và nhánh cuối cùng mà Masan Group là ngân hàng Techcombank các bạn. Hiện tại Masan Group đang sở hữu 21.5% của ngân hàng Techcombank này. Và ngân hàng này năm ngoái nó ghi nhận một cái lợi nhuận sau thuế lên tới 12.000 tỷ đồng. Do đó khi mà hợp nhất cái con số này vào Masan Group thì gần như là phần lớn lợi nhuận 2020 là tới từ cái lợi nhuận liên doanh liên kết của Techcombank. Ok, đó là cấu trúc tập đoàn Masan, một trong những tập đoàn phức tạp, rối rắm và khó hiểu nhất Việt Nam. Thì cái chạc này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quan hơn về cấu trúc công ty này cũng như những ngành nghề mà nó đang hoạt động. Từ đó chúng ta mới có thể đi vào phân tích được. Nếu chúng ta không nắm được cái chạc này thì chúng ta cũng không biết được là mảng nào trọng yếu và mảng nào không trọng yếu của công ty. Ở những video kế đó, mình sẽ phân tích chuyên sâu về từng dòng sản phẩm, từng ngành nghề quan trọng của Masan nha. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like. Và nếu có ý kiến khác thì hãy comment bên dưới. Và hãy subscribe kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.